まず何食べたい？そうか。バンミ。バンミ。オッケー。じゃあ、もう次次バンミ。やめみみろ。バンミ。うん？コーヒー。ああ、đây có bán cà phê đó mọi người. Đó.Nói chung là rất là nhiều những đồ ăn Việt Nam luôn, bây giờ rất là rộng lớn luôn, mình không biết đi khám phá từ đâu nữa. Rất là đông người nữa, đứng xếp hàng không biết như thế nào nữa mọi người ơi. Đây các bạn ơi, Megumi đang đứng lựa áo dài nha. Đó, đây là đang lựa những áo dài nè. Nhiều anh em kêu hãy mua áo dài cho Megumi mặc. Hôm nay mình đứng đây mình lựa áo dài cho Megumi nè. Đó, khoái màu tím đó các bạn. Ở đây là có gian hàng áo dài đó các bạn. Áo dài thanh xuân nha.Rồi các bạn ơi, bây giờ Megumi sẽ đứng ngoài và quay cái cảnh bên phía bên ngoài nha. Đó, bây giờ mình phía bên ngoài mình có thể nhìn thấy bên trong nè. Đó, các bạn có thể thấy được tất cả mọi thứ luôn. Nhưng mà khi mình bên trong mình đi toilet mình khóa lại á thì tự động nó đổi màu, ở ngoài không thấy được gì hết. Bây giờ mình đi vào bên trong nha. Đó, bây giờ mình vào bên trong các bạn thấy nó rất là hiện đại luôn, thấy không? Đó, đó mình có thể thấy được phía bên ngoài luôn các bạn. Thấy được mình đang quay phim luôn nè. Đó, Megumi đang quay mình nè. Bây giờ mình sẽ khóa này lại nha. Mình khóa lại nó sẽ đổi màu nha. Các bạn coi đây, bây giờ mình khóa lại nè.Những người này là những người ta không có công việc ổn định đó các bạn. Đó, những cái mặt trái của Nhật Bản các bạn. Không phải Nhật Bản giàu có là không có những người vô gia cư đâu. Ở quốc gia nào cũng có những người giàu, người nghèo hết. Đây, các bạn hãy nhìn thấy những cái lều bạc mà người ta dựng lên, người ta sống trên đây các bạn. Đó, những cái nhà các bạn thấy không? Đó, họ sống ở trong đó đó. Họ thường thường họ sẽ đi ra, họ sẽ đi làm thêm hoặc là họ sẽ đi ăn xin, kiếm tiền gì đó. Rồi họ sẽ mua ăn, họ về đây họ sống nè, có xe đạp luôn nè. Họ không có nhà cửa, họ sẽ dựng lều bạc ở công viên.Ôi ôi, nói chung thì nhiều lắm nha bạn. Công viên này nó rất là rộng lớn cho nên là rất là nhiều người sống trong đây luôn. Ở trên trước mặt các bạn đây, để mình đi lên các bạn coi trên đây luôn nha. Đó, mình khoái đi khám phá những cái này các bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn Megumi về Việt Nam nha mọi người. Đó, thì hôm nay mình đang có mặt ở tại một công viên gọi là Yoyogi ở tỉnh Shibuya, ở thành phố Shibuya của Tokyo nha, trung tâm Tokyo.Thì hôm nay có một cái lễ hội rất là lớn, lễ hội Việt Nam Festival nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ dẫn Megumi đến lễ hội Việt Nam Festival để tham quan ngắm cảnh coi người Việt Nam sống ở Nhật như thế nào nha mọi người. Nói chung thì không có về được Việt Nam thì hôm nay mình sẽ đi dự cái lễ hội này nha. Đó, đồ chưa nói chung thì ngày trước là khi tụi mình lần đầu hẹn hò là cũng lần đầu tiên hẹn hò luôn các bạn, là tụi mình đi đến công viên này nha. Thì hôm nay không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ vô khám phá cho các bạn cùng coi nha. Ok, let's go. Và đây các bạn ơi, đây là con đường đã đi vào bên trong cái công viên mà nơi tổ chức cái sự kiện Việt Nam Festival nha. Đó, thì bây giờ hai vợ chồng mình đang đi bộ lên, thì con gái mình gửi nhà dì rồi, dì mà chính giữa, dì thứ hai của em gái của Megumi á. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong nha. Đồ chó sủa quá trời. Đây các bạn có thể nhìn thấy một dòng người đang xếp hàng để mua đồ ăn nè. Đây là lễ hội Việt Nam lớn nhất Nhật Bản nha mọi người. Đó, có người đang hát trên kia nữa. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây khám phá nha mọi người. Đó, khá nhiều người đứng trên cái cầu này đang chụp hình. Đó, nói chung là bây giờ đi đâu nhìn cũng thấy người Việt Nam ở đây đó các bạn ơi. Ok, bây giờ mời các bạn cùng nhau đi khám phá nơi này nha. Đây các bạn ơi, một cái không khí giống như là một cái siêu thị Việt Nam vậy đó. Đó, rất là Việt Nam luôn, rất là nhộn nhịp các bạn ơi. Và các bạn ơi, bây giờ hai vợ chồng mình đã đến một cái lễ hội Việt Nam đây. Đây là bên trong lễ hội Việt Nam, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong tham quan nha. Đó bạn, con một vòng đây. Đó, đây là cái cổng nè. Cái cổng ra vào nó bạn, rất là ồn ào nhộn nhịp luôn nha. Đó. Đó. Cái cổ ベトナムの空気になる。結構Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong đây tham quan, khám phá nha. Chung thì đâu đâu nhìn cũng toàn là người Việt Nam mình thôi. Đây, rất là nhiều gian hàng bán rất là nhiều đồ ăn luôn mọi người. Nói chung là toàn những đồ Việt Nam thôi. Đây, mì hảo hảo thượng hạng nào mọi người. Đó, toàn hảo hảo không nào. Rồi, trong đây có cái gì nữa? Trong đây thì tôi là những cái công ty các bạn, những cái gian hàng, những cái công ty họ để họ quảng bá hình ảnh của họ. Bây giờ mình đi kiếm đồ ăn nha, đói lắm rồi. Bên đây có bán đồ ăn nè, bên đây thì bán đồ, các đồ ăn, đồ mà kiểu như là nước mắm, nước tương đồ mọi người. Bây giờ mình kiếm cái chỗ mà nó bán đồ ăn, mình quay với các bạn cùng coi nha. Đó, rất là nhiều người luôn. Đi đến coi không gian này là mình khỏi về Việt Nam, mình đến đây là mình cảm thấy, mình cảm nhận được đúng là không gian Việt Nam luôn nha mọi người.Đó, nói chung thì đây là lễ hội lớn nhất Nhật Bản luôn về văn hóa Việt Nam của hai nước nha. Một năm diễn ra một lần thôi, thì mấy năm trước thì có đại dịch đó, cho nên là không có diễn ra được những cái lễ hội này. Thì năm nay thì lần đầu tiên sau đại dịch người ta mở lại cái hội lễ hội này, cho nên là rất là nhiều người đi tham quan luôn.
hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Thì hôm nay mình đi vào ngày chủ nhật nha. Đó, rất là nhiều người luôn mọi người ơi. Trên đây là một cái sân khấu nha. Hôm nay thì mình nghe nói là có ca sĩ gì nổi tiếng như Văn Mai Hương gì đó. Thì đến thì chút xíu nữa nếu mà có gặp được thì mình sẽ quay mọi người cùng coi nha. Bây giờ mình đi kiếm chỗ xếp hàng vô mua đồ ăn nha mọi người. Đó, nói chung hai vợ chồng mình cũng đói lắm rồi. Đây, vòng vòng ở đây coi thôi. Và đây rồi các bạn ơi, đây là khu ẩm thực bán đồ ăn, đồ uống Việt Nam nè, rất là nhiều luôn. Nói chung thì muốn vô đây ăn một món ăn thì xếp hàng ít nhất là 30 đến 1 tiếng đồng hồ nha, 30 phút 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ để kiếm món nào chứ nha, rất là thơm luôn, những đồ nướng nè. Đó, rất là nhiều người đang đứng xếp hàng nè. Không gian rất là náo nhiệt luôn mọi người ơi. Mà từ nãy tại vì tây. Bánh mì. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm bánh mì nha, Mimi đồ ăn bánh mì. Hả? Ở đây có bán cà phê nè mọi người. Đó. Nói chung là rất là nhiều những đồ ăn Việt Nam luôn, bây giờ rất là rộng lớn luôn, mình không biết đi khám phá từ đâu nữa. Rất là đông người nữa, đứng xếp hàng không biết như thế nào nữa mọi người ơi. Và bánh mì cả. Ok. Và các bạn ơi, nói chung hôm nay là rất là đông luôn, bây giờ tụi mình đang hòa vào dòng người, nói chung đâu đâu cũng nhìn thấy người Việt Nam mình thôi. Dòng món Việt Nam mọi người đang ở đây. Bây giờ đây xung quanh mọi người thấy rất là đông người luôn. Con đường chỉ có được có một người đi thôi mọi người. Đây Megumi đang đi sau lưng mình đây. Đó, nói chung thì hôm nay là người Việt Nam và người Nhật cũng rất là nhiều luôn mọi người. Không biết mình nói về có nghe hay không nữa. Đó, xung quanh các bạn có thể nghe tiếng người Việt Nam mình. Xung quanh rất là nhiều luôn. Rất là lâu rồi mới được nghe những cái âm thanh thế này mọi người. Đồ ạ gì? Có bị tên Megumi này vậy? Ôi, bây giờ kiếm cái gì ăn nha, đói lắm rồi mọi người ơi. Có cái quán ăn nó tên là tên mình luôn mọi người, tên Anh kìa. Bánh mì bà ba nè, để mình quay bạn coi nha. Đây, bạn đã thấy là bánh mì bà ba nè, đó. Quán Anh tùm lum hết nè. Bên đây có cái gì nè, xin chào Việt Nam kìa. Rất là nhiều luôn. Đây có bánh mì xin chào nữa. Xếp hàng tại đây. Đó, mình chỉ đến đây là khu cái ẩm thực này để mình thưởng thức những món ăn Việt Nam nha mọi người. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xếp hàng vào mua cái bánh mì ở cửa hàng bánh mì Xin Chào rất là nổi tiếng này nha. Đây là một cửa hàng của hai anh em người Việt Nam sang Nhật du học rồi sau đó lập nghiệp ở đây, rất là nổi tiếng. Rất là thành công, bây giờ họ có đến 13 cửa hàng trên khắp nước Nhật Bản luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào đây để mua bánh mì, để khám phá ăn thử như thế nào nha mọi người. Đây có bánh mì chả, bánh mì thịt nướng nè, bánh mì thịt gà đó, bánh mì đặc biệt chả bò, rất là nhiều người cũng đang xếp hàng để vào đây để thưởng thức bánh mì Xin Chào nha. Đó. Các bạn ơi, sau một hồi xếp hàng thì hôm nay mình đã mua được hai ổ bánh mì và bánh mì Xin Chào nha. Nói chung thì hôm nay cái chỗ người ta cái chỗ ngồi á rất là đông, không còn chỗ ngồi nữa thì mình tranh thủ kiếm được cái chỗ ở đây nha mọi người. Thì sẵn mình sẽ quay mọi người coi nha. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn bánh mì nha mọi người. Rồi các bạn ơi, hôm nay Megumi sẽ ăn món bánh mì là bánh mì gì? Bánh mì chả bò nha. Bây giờ bánh mì hồi nãy mình mua ở trong cái quán bánh mì Xin Chào mọi người. Đồ. Mới cắn có miếng kìa kêu gì? Ý tôi có chi là kìa. Đây các bạn coi xung quanh cảnh nè, nói chung thì rất là nhiều người ngồi không còn chỗ để ngồi luôn mọi người ơi. Đó. Đây là cái khung cảnh xung quanh phía sau của những cái cửa hàng nha mọi người, rất là nhiều người đang ngồi nhậu đó. Xin chào hai. Đây, xung quanh cho mọi người coi xung quanh nha. Rất là nhiều người đang ngồi luôn. Đó, có thanh niên đang ngồi ăn một mình đó các bạn. Xin chào nha. Rồi các bạn ơi, sau một hồi ăn uống no say rồi, bây giờ mình đi vào đây mình tiếp tục mình kiếm coi có cái gì ăn nữa nha. Ăn được ổ bánh mì rồi, bây giờ mình đi kiếm phở nha. Bánh mì đô lát tờ. Bánh mì đô lát tờ. Bánh mì đô lát tờ. Ok, bây giờ đi ăn phở nha, mình kêu là đi ăn phở nha các bạn. Nói chung nay đi đâu, nhìn đâu cũng thấy người Việt Nam rất là vui luôn các bạn ơi. Không gian rất là ấm cúng luôn. Đó, đi chơi như mình được về Việt Nam các bạn. Một năm mới có một lần mà. Đó, bây giờ đi kiếm phở ăn nha. Nói chung là bây giờ xếp hàng ăn một món ăn là khoảng 30 đến 1 tiếng đồng hồ các bạn, rất là đông người luôn. Đó, người Việt Nam bên Nhật này rất là đông luôn các bạn. Bây giờ muốn xếp hàng ăn thì phải đi xếp hàng nha.
Ok. Đây các bạn ơi, đây hình dung giống như là đang đi vào khu chợ của người Việt Nam á, đó. Đó. Giống như đang đi chợ ở một cái vùng giống như Đà Lạt hay cái gì đó các bạn. Rất là đông người, rất là nhộn nhịp, rất là nhiều gian hàng. Rất là nhiều tiếng Việt luôn. Lâu đó mới nhìn thấy được những hình ảnh như thế này đó các bạn. Ở bên kia có một cái quán ăn gì giống như phố cổ Hội An đó các bạn. Có khá nhiều người đang quay phim nữa. Hôm nay cũng rất là nhiều người Nhật người ta đi vào đây nên người ta tìm hiểu văn hóa Việt Nam mình luôn các bạn. Nói chung thì nếu mà những cái lễ hội về văn hóa thì chắc là lễ hội Việt Nam là đông người nhất rồi. Tại vì người Việt Nam sống ở Nhật rất là đông luôn. Ở bên đây bán quần áo các thứ nữa các bạn, y chang như một cái khu chợ luôn. Mì khoái. Hôm nay đúng chất là dẫn về Việt Nam luôn mọi người ơi. Đó. Cứ đi tham quan thì từ tham quan mọi người ơi. Đó, nói chung thì anh em bên Việt Nam mà mai mốt mà có chuẩn bị qua Nhật á thì các bạn sẽ nên ghé những cái lễ hội thế này để gặp gỡ tìm hiểu văn hóa Việt Nam ở đây, gặp gỡ anh em Việt Nam mình nha, chứ không phải tìm hiểu nha. Đó, rất là nhiều người Việt Nam mình ở đây luôn, rất là nhiều món ăn luôn. Đó, có cái gì đang phỏng vấn rồi thứ nữa kìa. Đó, những người nổi tiếng không biết có nổi tiếng không nữa. Ok, đây nè các bạn ơi, các bạn thấy nhìn thấy đây là sầu riêng nè, xoài nè, dừa đó, đó nói chung là họ bán đầy đây nè, không thiếu gì nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là sân khấu của cái lễ hội Việt Nam ngày hôm nay nha. Thì bây giờ người Nhật người ta đang trình diễn. Nói chung thì tối nay có ca sĩ Việt Nam như là Văn Mai Hương nè. Văn Mai Hương rồi Phạm Tình Thái Ngân, nói chung là rất là nhiều người nổi tiếng đến các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay mình không ở lại đây đến đêm được. Đó là sân khấu chính cho cái buổi lễ ngày hôm nay nha. Rất là đông người hôm nay đang xem ở đây luôn mọi người ơi. Đây các bạn có thể thấy một đội lân sư rồng của Việt Nam ở đây nè, đó ông địa nè các bạn, rất là rất là đậm chất Việt Nam luôn nha mọi người. Tối nay họ sẽ trình diễn ở đây nha. Đây các bạn thấy ở đây những cái gian hàng họ tổ chức những cái trò chơi cho người Việt Nam mình chơi để nhận quà các bạn, iPhone, iPad rồi các thứ nè. Đó, người ta đang chơi những trò chơi dân gian á. Đó, những người ở đây người ta đang hô hào kêu gọi người ta vào đây để mua đồ ăn đồ uống á, rất là nhộn nhịp y chang như Việt Nam luôn. Đó, mà nói chung là cũng rất là nhiều những bạn gái Việt Nam xinh đẹp đến đây luôn các bạn ơi. Đó, anh em nên đến đây để tham quan ngắm gái nha mọi người, một năm một lần. Đây các bạn ơi, đây là khung cảnh một vòng ở những cái gian hàng ẩm thực, đó đông, rất là đông luôn, đến nỗi mà bây giờ người ta phải đứng ăn như thế này các bạn, không còn chỗ ngồi để ngồi luôn á, người ta dựng những cái bàn nè để người ta đứng người ta ăn người ta thưởng thức nha. Đó, giờ rất là đông luôn. Đây các bạn ơi, Megumi đang đứng lựa áo dài nha. Đó, đây là đang lựa những áo dài nè. Nhiều anh em kêu hãy mua áo dài cho Megumi mặc đi, hôm nay mình đứng đây mình lựa áo dài cho Megumi nha. Đó, khoái màu tím á các bạn. Ở đây là có gian hàng áo dài đó các bạn. Áo dài thanh xuân nha. Đồ thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ sau lưng của mình đây là một cái toilet công cộng các bạn thấy nè. Đó, rất là hiện đại luôn nha. Khi mà không có ai đi vào bên trong á thì mình có thể nhìn thấy hết được bên trong luôn, từ phía ngoài thấy được bên trong luôn. Nhưng khi bên trong mình khóa cửa lại á thì bên ngoài không thấy được cái gì hết, thì mình sẽ quay các bạn cùng coi nha. Đây các bạn ơi, đây là một cái toilet, thì khi mà đứng từ phía ngoài mình nhìn vào thì mình có thể nhìn thấy được hết vào bên trong luôn. Nhưng mà khi bên trong mình khóa lại á thì nó sẽ đổi màu và mình không thấy được bên trong nữa. Thì bây giờ mình sẽ thử đi vào bên trong quay các bạn cùng coi nha. Đó, đây có ba cái luôn, của nam, của nữ và của người khuyết tật nha. Bây giờ mình sẽ thử đi vào bên đây mình quay các bạn cùng coi nha. Đó, rồi các bạn ơi, bây giờ Megumi sẽ đứng ngoài và quay cái cảnh phía bên ngoài nha. Đó, bây giờ mình phía bên ngoài mình có thể nhìn thấy bên trong nè. Đó, các bạn có thể thấy được tất cả mọi thứ luôn. Nhưng mà khi mình đi vào bên trong mình đi toilet mình khóa lại á thì tự động nó đổi màu, ở ngoài không thấy được gì hết. Bây giờ mình đi vào bên trong nha. Đó, bây giờ mình đi vào bên trong các bạn thấy nè, rất là hiện đại luôn thấy không. Đó, mình có thể thấy được phía bên ngoài luôn các bạn. Thấy được mình đang quay phim luôn nè. Đó, Megumi đang quay mình nè. Bây giờ mình sẽ khóa này lại nha. Mình khóa lại nó sẽ đổi màu nha. Các bạn coi đây, bây giờ mình khóa lại nè. Đó, tự nhiên nó đổi hết màu lại luôn. Không còn thấy được cái gì nữa. Bây giờ mình có thể đi toilet thoải mái luôn các bạn. Không ai thấy được mình hết. Rất là hiện đại luôn các bạn. Thì cái này mình thấy rất là thú vị nên mình sẽ quay các bạn cùng coi nha. Đó, toilet nè. Đó. Đây có những cái nút bấm này như là nút xả, đổ đích hay các thứ nè. Đó. Xung quanh. Rồi bây giờ mình sẽ đi toilet rồi mình sẽ mở cửa mình đi ra thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đổi màu nha. Bây giờ mình sẽ mở khóa ra nè. Bây giờ mình sẽ mở khóa ra nha. Đó, tự động nó sẽ lên màu lại. Đó, Megumi đang đứng phía ngoài quay mình kìa. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. Đây là công viên thôi, chỉ là một công viên nhỏ nhỏ thôi đó.
mà nó hiện đại như vậy luôn. Đó. Ok, arigato. Đó các bạn thấy đây. Bây giờ mình sẽ quay các bạn coi đây đó. Bây giờ đứng phía bên ngoài mình quay vô mình thấy được bên trong luôn, thấy không? Đó, rất là hiện đại luôn nha mọi người. Ok, nói chung các bạn mình đã quay đến đây thôi. Các bạn ơi, trước khi về thì mình có dẫn các bạn đi vào bên trong cái công viên này. Nó có một cái nơi đó rất là bí ẩn luôn các bạn. Có nghĩa là các bạn biết không, mình để Megumi đứng ngoài kia đợi mình nha. Mình đi ra đây một mình nha. Trong đây rất là vắng, không có ai luôn. Thì ở đây là nơi của những người homeless người ta sống, những người vô gia cư các bạn. Ở Nhật Bản không phải là không có người vô gia cư nha. Thì người vô gia cư người ta sống ở trong đây. Bây giờ mình sẽ đi vô đây, mình quay với các bạn cùng coi nha. Đó, mình cũng đang hồi hộp không biết mình có thể ra được khỏi ở đây hay không. Thì mình sẽ quay các bạn cùng coi. Đây các bạn ơi, các bạn thấy con đường rất là vắng không? Ở trên đây có những cái tấm lều các bạn, người ta dựng lên người ta sống, người vô gia cư á. Đó. Giờ mình đang đi lên dốc các bạn. Đây, con dốc nè. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những cái tấm bạc trong kia kìa. Đó, người vô gia cư người ta sống ở trong đó đó các bạn. Đó, đó có người ta đang ngồi luôn kìa. Đó các bạn thấy không? Có người ta đang ngồi kìa. Những người này là những người ta không có công việc ổn định đó các bạn. Đó là những cái mặt trái của Nhật Bản các bạn. Không phải Nhật Bản giàu có là không có những người vô gia cư đâu. Ở quốc gia nào cũng có những người giàu người nghèo hết. Đây các bạn thấy nhìn thấy những cái lều bạc mà người ta dựng lên người ta sống trên đây các bạn. Mệt quá, mình leo dốc mệt quá. Có nghĩa là hàng trăm hàng ngàn người sống trong đây luôn các bạn, chứ không phải là ít đâu nha. Ở bên kia mình thấy rất là nhiều luôn kìa, mà mình không dám đi vô trong đây các bạn ơi. Tại vì đi vô trong đây thì không biết người ta có chửi, người ta có cấm gì hay không. Để mình đi ra thêm một chút, đi lên trên đây đi, đi phía bên ngoài các bạn cùng coi nha. Đó, trên đây rất là vắng luôn các bạn, vì tại vì khu này của người lúc người những người vô gia cư á. Đó, mình đi ở đây mình quay coi, mình quay bên trong là những tấm lều bạc rồi. Thì hôm nào có cơ hội thì mình sẽ đi vào bên trong đó, mình quay cận cảnh cho anh em coi nha. Thì hôm nay mình chỉ có thể đi ở ngoài phía này thôi, tại vì đi tham gia lễ hội Việt Nam rồi, sẵn mình đi ngang qua công viên này mình thấy có rất là những cái nhà như thế này, họ sống ngoài công viên các bạn. Các bạn biết vào mùa đông thì Nhật Bản rất là lạnh luôn, mà họ sống ngoài công viên như thế này nè. Đó, những cái nhà các bạn thấy không, đó họ sống ở trong đó đó. Họ thường thường họ sẽ đi ra, họ sẽ đi làm thêm hoặc là họ sẽ đi ăn xin kiếm tiền gì đó, rồi họ sẽ mua đồ ăn, họ về đây họ sống nè, có xe đạp luôn nè. Họ không có nhà cửa, họ sẽ dựng lều bạc ở công viên. Ôi ôi, nói chung thì nhiều lắm nha bạn. Công viên này nó rất là rộng lớn, cho nên là rất là nhiều người sống trong đây luôn. Ở trên trước mặt các bạn đây, để mình đi lên các bạn coi trên đây luôn nha. Đó, mình khoái đi khám phá những cái này các bạn. Cái lễ hội Việt Nam chỉ là thứ nhì thôi, hôm nay đi khám phá cái này mới là thứ nhất nè. Đó, nói chung mà trong đây các bạn để ý nha, mình đang dẫn các bạn đi vào bên trong, đi sâu bên trong. Nói chung thì ban đêm này mình cũng không dám đi vô trong đây đâu, không biết là người ta, mình không phải là kỳ thị gì hết nha. Nói chung thì ai biết được người ta như thế nào bạn, tại vì người ta không có đi làm việc gì hết thì ai biết người ta suy nghĩ ra làm sao. Đó, nên các bạn phải nhìn thấy cái lều nè, họ phơi đồ quần áo trong đây luôn các bạn. Đó, những cái ghế nè. Trong đây thì đường này rất là vắng luôn, hầu như là chỉ có những người chạy bộ thể dục thôi. Đó, các bạn nhìn thấy những cái lều nè, người ta dựng lên nè. Mình vẫn chưa thấy ai trong đây hết, có thể là người ta đi làm hay là như thế nào đó bạn, hoặc là người ta sống, người ta vô trong nhà người ta sống rồi. Đó, y chang như một căn nhà luôn các bạn ơi. Đó, người ta dựng cái lều là y chang một căn nhà luôn. Có những cái tấm ván người ta che lên nè, người ta tắm rửa trong đây luôn các bạn, sinh hoạt trong đây luôn. Càng đi sâu trong đây là càng nhiều những cái tấm lều luôn. Đó, cho nên không phải là mình nói là một hai người đâu, mà hàng trăm hàng ngàn người ở đây luôn các bạn. Những chiếc xe đạp nè. Đó, các bạn biết là người vô gia cư là họ là thường á, là một số ít những người không có công ăn việc làm. Đây họ có cánh cửa nè, trước cánh cửa ta có cái khóa luôn đó các bạn. Đó, căn nhà của một người vô gia cư nè, nhà mặt tiền luôn nè, thấy không? Đây nè, đó những cái này người ta vô đây, người ta ngủ qua đêm đây nè các bạn. Đó, có người ta đang ngủ trong đó luôn các bạn. Họ rất là nhiều luôn. Trong đây có những cái túp lều nè. Có khi là cả một gia đình họ sống trong đây luôn các bạn. Đó. Bây giờ mình đi lên trên nha. Nói chung bên trong đây bên đây cũng có nè các bạn. Đây có rất là nhiều luôn. Đó, mình quay cho các bạn coi khung cảnh là như vậy. Thì đa phần các bạn người vô gia cư ở Nhật á, là một số người ta không có muốn đi làm cái nhất. Cái thứ hai người ta bị bệnh tật, người ta không có gia đình á. Cái thứ ba là những người phá sản các bạn. Một khi mà người ta tuyên bố phá sản thì người ta không có thể đi làm việc, không có thể kiếm tiền được. Người ta làm ăn mà người ta thất bát, người ta tuyên bố phá sản á, là người ta chỉ có thể đi làm người vô gia cư thôi. Đó, một khi người ta làm gì là nhà nước đều siết hết tiền của người ta luôn các bạn. Khi các bạn làm cái gì mở công ty đều được nhà nước người ta hỗ trợ tiền vốn, nhưng khi các bạn thất bại, các bạn tuyên bố phá sản một cái là coi như là các bạn
cuộc đời các bạn coi như là chấm dứt luôn rồi, phải đi làm người vô gia cư thế này các bạn. Nói chung thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện đằng phía sau đó, mình biết rất là nhiều, nhưng mà hôm nào mình sẽ làm cái video riêng mình kể cho các bạn cùng nghe nha. Thì mình quay các bạn như vậy thôi, bây giờ mình sẽ quay lại mình đón Megumi nha. Đó, đi đến đây mình mệt quá, vừa leo dốc mình vừa quay mình vừa kể cho bạn nghe. Đó, cho nên là ban đêm thì mình cũng hạn chế đi vào trong đây, mình rất là sợ các bạn. Vì nói chung thì nói là sợ vậy thôi chứ mà không, mà cũng không nhận là sợ đâu, biết nói sao nữa bạn ơi. Thôi giờ đi về nha, đó mình quay cho bạn coi sơ vậy thôi. Các bạn ơi, hôm nay tụi mình tham gia cái lễ hội Việt Nam các bạn, thì bây giờ mình đang trên đường về nha. Nói chung hôm nay để ăn được món ăn thì phải xếp hàng rất là lâu luôn đó, thì cho nên là tụi mình cũng thôi bây giờ xếp hàng lâu quá, đứng chờ hả 2 tiếng 1 tiếng đồng hồ mới ăn được một món ăn, cho nên là tụi mình quyết định đi về nha. Cho đồ rất tạ.楽しかった。 でもご飯買う時さ、結構時間かかったね。そうだね、すごい並んでたね。 Thì hôm nay mình đã dẫn anh em đi coi cái lễ hội Việt Nam là như thế nào. Nói chung thì gặp được rất nhiều anh em Việt Nam, có nhiều người chào hỏi mình, mình cảm thấy rất là vui luôn các bạn. Đó thì hôm nay đã quay cho mọi người cùng coi. Các bạn cảm thấy video này thú vị thì cho mình xin nút like, đăng ký và chia sẻ video giúp tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha. Bye bye.